còn tại Việt Nam với tình hình thời tiết tại các khu vực trên cả nước trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được dự báo có sự khác nhau rõ rệt trong khi các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời chịu mát, có lúc có mưa rào, Trung Bộ chưa thoát được nắng nóng gay gắt. Bên cạnh đó Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa to. Phía tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ có nơi dưới 22 độ nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ riêng khu tây bắc có nơi dưới 30 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ vùng núi có nơi dưới 23 độ nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33 đến 35 độ, phía Nam 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mong rằng là các sĩ tử sẽ có một buổi thi thật là suôn sẻ. Hãy chuẩn bị thật tốt đến điểm thi sớm để hành trình vượt vũ môn trong kỳ thi năm nay sẽ không gặp trở ngại về thời tiết.